Hello cả nhà, hôm nay hồi tối là mình mới làm cái bộ móng dán sticker sao cho nó dính lâu. Thì hôm nay em sẽ chỉ cách dán cái water design sticker làm sao cho nó dính lâu. Và tương đối rất là dễ. Đây, ở đây là mình có bướm bướm màu tím và màu xanh. Thì trên bàn tay này mình có thể đi hai tông màu tím xanh cũng được. Hoặc là thực sự là xanh và hồng, thấy cũng rất là dễ thương nha mấy anh chị. Ở đây là mình có đủ loại bông hết. Tuần này là mình chỉ có bông này, là mình đè bông này ra mình dán miết luôn. Nè, mình có thể đi tím với xanh cũng rất là dễ thương. Hoặc là xanh này lên thì nó nhẹ nhàng, nó đi chung với cái tông đó. Còn nếu mà mình muốn nổi đó thì mình có thể mình đi tím vào để cho cái bộ móng của mình nó nổi bật hơn. Mấy anh chị có thể chọn cái tông nào mà phù hợp. Ở đây thì mình có tông xanh, nó đi vào thì nó tiệp cái tông luôn. Thấy chưa? Có thể là em sẽ đi xanh đi nhìn cho nó. Tự nhiên mình cảm giác là mình muốn đi cho nó màu xanh. Yep. Rồi, trong em đang xài ở đây nó là water sticker. Trước tiên là mình dán cái con bướm water sticker. Cái này mình dán làm sao cho nó dễ và nhanh đúng không? Đó. Đó, đó. Thì trước tiên là em sẽ đi top coat nữa. Top coat nữa. Khi cái tay mình đã làm bột xong rồi thì mình có thể mình bắt đầu mình đi top coat. Trước khi mà mình dán bất kỳ cái sticker nào để cho cái sticker của mình nó giữ được lâu. Thì ở đây là em sẽ xài cái crystal top. Top coat nào cũng được, miễn là top coat không chùi là được nha. Cái ngón nào mình dán sticker thì mình đi top coat lên ngón đó. Màu dễ thương quá, nó nhẹ 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 không. Rồi, mình sẽ đi top coat và mình hơ đèn khoảng 15-20 giây thôi cũng được, không cần phải là 30 giây, để cho cái sticker của mình nó bám dễ hơn. Sau đó thì em sẽ hơ đèn. Hello mấy anh chị mới vào, hôm nay là mình có đầy đủ sticker để mà chơi luôn. Bây giờ em thích làm sticker hơn là làm mấy cái khác, tại vì nó vừa dễ mà vừa đẹp hơn nữa. Còn mình ngồi mình vẽ thì có thể là nó mất thời gian. Để làm water sticker thì mình cần một cái hũ nước nhỏ thôi, nước gì cũng được mấy anh chị. Rồi một cái kéo để mình cắt cái sticker ra nè. Rồi sau khi hơ đèn xong thì mình cứ lấy ra. Và ở đây thì mình thích con bướm nào thì mình chọn con bướm đó để mà mình đi trên cái set này của mình. Ở đây em có thể chọn cái con bự. Dạ, em sẽ chọn cái con bướm chỗ này. Nó tương đối là nó bự nha. Mình cắt theo cái khuôn này ra ha. Water sticker thì cái hình của nó nét hơn là mấy cái sticker thường. Cho nên là tùy theo mẫu mà mình chọn, mình có nhiều thì khách hàng họ thích hơn thôi, tại vì nó đa dạng. Sau đó mấy anh chị thấy là có cái lớp nhựa này bên trên này đúng không? Mình phải tháo cái lớp này ra trước khi nhúng nước nha. Còn mình không tháo ra thì khi mà nhúng nước xong là nó sẽ dính vô cái miếng đó. Cho nên là mình sẽ tháo ra và mình bỏ vào nhúng nước. À, dạ đúng rồi, mình để cái treo lên để khi mà mình dán lên nó dính lên cái treo chắc hơn đó chị. Dạ đúng rồi, miếng dán này dùng bằng nước. Rồi mình để chắc khoảng 5 giây thôi là mình có thể mình vớt nó ra được. Rồi. Em nghĩ là đã ok rồi đó. Rồi sau đó mình lấy lên thì nó đã chốc rồi nè mấy anh chị thấy không? Mình khều nhẹ là nó chốc ra rồi nè. Đó. Mình tháo nó ra khỏi cái miếng bên dưới. Mình có thể để con bướm nó lên chỗ nào, bất kỳ chỗ nào mà mình thích. Cố gắng kéo nó ra. Nó rất là mỏng nha. Cho nên là khi mình kéo mình cũng nhẹ tay tí xíu. Cho nên nó hơi bị dùng đây. Mình nhẹ tay một chút cho nó thẳng ra.
Rồi. Vậy là nó đã xong rồi nè. Thế chứ khi mà mình bỏ cái top coat lên thì mình dán cái con này lên, nó sẽ dính lên cái top coat chắc hơn cho mình. Dễ thương không? Era, you can check on the link on the website that I gonna put on top of video, or you can get to nailjob.com, shop.nailjob.com, and search for butterfly or sticker. It's gonna be a lot of design coming out. Okay, ở dưới đây thì mình có thể mình đi thêm con bướm màu khác nữa cũng được. Hoặc là mình có thể đi thêm kiếm cái con bướm màu tím nhỏ nhỏ đi chèn vô cũng được. Thì mình có thể mình đi hai cái tông màu trong cái bộ móng này luôn cho nó khác lạ. Dễ thương quá. Thiệt, nhiều khi tự làm tự khen thì ngại thiệt, nhưng mà nó dễ thương quá với anh chị. Mình có thể đi thêm con bướm này nữa nè, bên cái móng bên kia. Thì mình chỉ cần cắt ra thôi ha. Hôm nay là mình chuyên về cái sticker, water sticker. Mình tháo ra. Tháo ra xong bỏ vào nước nha. Ok. Thì cái water sticker này nó có cho mình tới 25 mẫu để mà mình lựa chọn, là mình có thể lựa mẫu nào cũng được. Sau đó thì ở đây á, là mình có cái bông. Mấy cái bông này thì mình có thể mình đi chung cái bông lên trên để cho nó nổi cái móng mình lên ha. Đây mình có bông xanh. Em có thể đi cái bông xanh lên trên đây để cho nó chung một cái tông nó nổi bật. Tông tím lên thì có thể là nó sẽ không có đẹp bằng. Ok, mình sẽ lấy cái màu xanh ra. Cái set bông này mình tạm thời là mình có 5 màu. Và làm rất là dễ. Tối hôm qua em làm một bộ móng màu hồng rồi này, mọi người thích lắm. Trong lúc mà đợi cái kia nó chốc đó thì mình có thể mình lấy một cái bông này ra để mình dán bên góc. Nè, mình có thể mình bóp nó xuống gì nè. Bóp nó xuống, lấy lên. Nên chị thấy không? Và mình có thể mình dán trên cái góc này một bông. Khi mà có top coat rồi, mình dán sticker lên nó rất là dễ và nó bám chắc nữa. Rồi bắt đầu mình vuốt là nó nằm sát xuống hết nè. Thấy chưa? Rồi sau đó mình có thể mình quay lại với con bướm này. Bướm này nó đã chóc rồi. Với thời gian hồi nãy giờ chỉ cần 5 giây thôi chứ không cần lâu đâu mấy anh chị. Rồi mình sẽ lấy nó ra. Sau đó mình lấy con bướm này ra. Mình có thể cho nó nằm ở dưới đây cũng được. Ở dưới đây. Dễ thương chưa? Oh my god, I love it. Dễ thương chưa? Dạo này chị khoái hoa cúc hả? Dạ, dạo này hả, thích hoa, thích bướm. Giống như em nói, em hồi tối em có nói đó, dạo này mình đã tới tuổi rồi, cho nên là thích hoa, thích bướm, cho nó yêu đời lại, trẻ lại. Nói chứ mình ưu tiên cho những cái design trong tiệm nào mà nó nhanh gọn. Và bây giờ là đang mùa hè cho nên là mình chọn những cái mẫu hoa bướm đồ này kia cho nó lạ mắt. Ở dưới đây thì mình có thể đi phân nửa cái bông. Không có cần phải là đi hết cái bông. Mình có thể đi phân nửa cái bông nằm ở bên dưới đây thôi. Nếu khi mà đi phân nửa đó thì mình sẽ cắt. Và mình nhớ là mình nhìn cái mí của nó phải, mình nhìn cho nó phải nằm sát vào trong cái mí, nó không có được cộm ra luôn nha. Để cho nó không có bị chóc. Cái này là em đi bông cho nó tiệp màu với cái bộ móng này, cho nó nhìn cho nó nhã nhặn á. Ở đây mình có thể đi thêm hai cái bông nhỏ vào nữa. Để mà tháo sticker thì mấy anh chị thấy dễ không? Đó. Đó. Bây giờ mình có nhiều bông, nhiều hoa để mà mình đi lắm. Rồi sticker, đây là sticker bông của mình nữa này nha.
Đẹp chưa mấy anh chị? Dễ thương chưa? Em đi thêm một cái bông nhỏ nữa trồng bên đây luôn. Cùng size cái bông này. Em đi thêm một cái bông nhỏ nữa, đi vào trong cái góc bên này. Sau đó em cho một lớp gel cover lên nữa. Dạ đúng rồi, mình phải cho gel cover chứ. Đó, mọi người thấy dễ thương chưa nè. Thích ơi là thích đúng không? Cái này là sticker nha. Bây giờ mình đang có rất là nhiều set sticker để em cho mấy anh chị coi một lượt luôn, để cho mọi người không có bị mua lắc nhắc đó. Tại vì mình về nhiều lắm, em gom lại một lần để em làm like cho mấy anh chị mua. Thì anh chị nào mà thích mấy cái sticker bông hoặc là water sticker bướm này đó, thì có thể bỏ lại cái số điện thoại để cho hôm nay là bên sale team của em sẽ gọi cho mấy anh chị hồi tối bỏ số điện thoại. Và anh chị nào mà cần hỗ trợ về mua đó, có thể bỏ thêm số điện thoại để em gọi sáng hôm nay luôn. Và ai mà biết mua online đó thì em sẽ bỏ cái link vào để cho mấy anh chị vào trên online mua giúp cho em ha. Rồi, mình cần thêm ở đâu nữa không? Hay là vậy là đủ rồi? Tại vì mình cũng không có muốn nó bị nhiều quá đúng không? Thì em sẽ đi thêm một cái bông nữa ở phân nửa ở dưới đây, nửa cánh một bên thôi. Mình dùng nhíp á, mình tháo nó ra. Mình dùng nhíp, mình tháo, mình bóc nó ra vậy nè. Rồi đó. Sau đó thì mình dùng kéo, mình cắt. Và nhớ là cắt nó phải sát vào mí bên trong, đừng có để cho nó bị lòi ra ngoài nhé. Rồi đó, mình cắt cho nó sát cái mí vậy luôn nè. Đó, xong rồi. Oh my god, I'm in love with it. Dễ thương quá phải không mấy anh chị? Rồi, đây là cái bộ móng của mình đã hoàn thành. Bắt đầu mình có thể mình đi top coat cover lại. Thì em đi thêm một tí hột sòn xuống cái hàng ở bên này nữa là nhìn nó sẽ dễ thương hơn. Để cho nó nổi bật á. Mình có thể đi hột sòn từ đây xuống một góc một bên. Thì khi mà đi học sòn thì em sẽ dùng glue gel. Dùng glue gel để đi học sòn và dùng glue gel để mình cover nhẹ cái lớp. Để cover nhẹ lại cái phần móng này để cho nó dính chắc hơn ha. Rồi, chỗ nào gắn hộp sòn thì chỗ đó mình sẽ đi glue gel ha. Rồi, mình có thể dùng glue gel để mình quét vậy nè. Mình có thể chấm thêm cũng được hoặc là không cũng được, cũng không sao. Tại vì trước khi mà mình đi sticker đó, mình đã dán bỏ top coat để mà mình dán rồi, thì cái sticker nó bám vào trong cái phần đó rất là chắc, thì mình không có cần phải bỏ thêm gel nữa. Dạ rồi, em có thấy số điện thoại em gọi nail job không được. Dạ chị ơi, sáng ngày hôm nay là em biết là nhân viên bên sale sẽ rất là busy luôn, là tại vì hồi tối nhiều anh chị đã bỏ số điện thoại đó, thì sáng nay là tụi em tập trung để gọi cho mọi người lại. Thì mấy chị có thể giúp em gọi vào, không được thì bỏ lại cái voicemail á, để khi nhân viên họ vừa xong khách hàng họ thấy message là họ gọi lại cho mấy anh chị liền, để không có bị miss cuộc gọi của mọi người nữa. Bên tụi em là nói chung là cố gắng để cho không có có miss call. Nhưng mà nhiều khi bị nhiều quá đó, cho nên là cũng overload, thì mọi người thông cảm giúp cho em nha. Rồi. Anh chị nào mà biết order online đó, mình vào online mình order nó sẽ có nhiều cái benefit hơn. Ví dụ như là mình sẽ có những cái point, earn point để mà mình đổi thành tiền.
Mà mấy cái reward đó mấy anh chị thì mình có thể order trên online thì nó mới có reward. Còn gọi giờ nhân viên đó, thì họ không có cái option để lấy được những cái reward đó. Thì em sẽ bỏ cái link để cho mấy anh chị lên lấy điểm reward trên website luôn. Còn ai mà không biết order trên website đó, thì bỏ số điện thoại để tụi em gọi trực tiếp thôi. Hột xoàn á là em có tới cần gần 8 set hột xoàn luôn á. Em có đủ kiểu mà đủ size, đủ hình dạng hết. Thì có một mâm vậy nè để cho thợ họ xài cho nó dễ. Với lại nhiều size khi mà mình gắn á, nó đa dạng hơn. Ok. Đó, rồi, dễ thương không? Dễ thương không mấy anh chị? Thích quá. Ok. Rồi, cái ngón này thì mình có thể mình đi hột xoàn xung quanh cái ngón này cũng được. Trời ơi, em mê hột xoàn lắm. Muốn mua water sticker bướm cho chị số phone. Ok, mấy anh chị giữ ở trên live nha. Bây giờ em sẽ bỏ cái tay này hơi đèn xong đó, là em cho mấy anh chị câu thêm nhiều cái mẫu sticker luôn, để cho mấy anh chị có thể mua một lượt. Mình không có phải mua tới mua lui nhiều lần, mất thời gian của mấy anh chị phải không. Cái nào mình cũng xài được và rất là nhiều mẫu dễ thương. Chuẩn bị tới mùa thu, mùa này mùa kia là mình xài được quanh năm suốt tháng luôn á. Em là thích cái sticker lắm. Nhanh gọn lẹ khỏi phải vẽ. Trong khi là trước đây là cũng có rất là nhiều cái video em dạy cho vẽ phải không. Nhưng mà đúng là vẽ nó mình vẽ ra thì nó đa dạng. Nhưng mà bây giờ sticker nó quá đa dạng rồi. Cho nên là thôi mình tranh thủ mình bớt cái thời gian vẽ vời của mình lại, để mà mình xài sticker để cho nó nhanh gọn lẹ. Khách hàng vào là trong vòng 15-20 phút là làm xong bộ móng, gắn sticker lên là đi ra. Ok. Rồi, đó, xong rồi đó. Bắt đầu em sẽ cho top coat và cho hơi đèn. Ở đây là mình có thể mình đi matte top coat cũng được, shiny top coat cũng được, là tùy theo mấy anh chị thích cái gì. Hi mama, I miss you too. Oh my god. I plan to go back to Texas this year for the show, but yep, I have to stay here. Can't go nowhere. Ok, sau đó thì mình có thể mình đi matte top coat hoặc shiny top coat. Ở đây á, là em đi matte top coat. Cái matte này ngày hôm qua hết hàng trên website và bữa nay đã có lại cho mọi người mua rồi nha. Mình xài xong là mình ghiền, mình không có xài cái loại nào được nữa hết á. Tại vì nó matte, nó ra truly color, nó không có bị mất cái tông màu chính của mình. Và nó không có bị shiny lại. Even là khách họ đi 2 tuần cũng không có bị shiny lại luôn. Thấy không, một khi mà mình đã đi top coat trước rồi mình dán sticker đó, thì tới lúc mà mình đi top coat đó, cái sticker nó không có bị bong lên, nó không có bị bong lên làm cái khớp, chứ không thôi là nó sẽ dễ bị bong lên và nó làm cho cái gel chui xuống dưới cái khớp đó và nó sẽ bị chóc từ chỗ đó luôn. Cái này thì mấy anh chị có thể làm cái cách này cho cái dán mà cái strip, cái sợi dây đó mấy anh chị. Tại vì em thấy là rất là nhiều người hỏi em chứ làm sao để dán cái sợi dây kim tuyến cho nó không bị chóc và nó dính dễ, để đôi khi là khi mà mình dán lên thì nó nằm yên.
lúc mà mình dán lên mà chưa có top coat nằm yên, nhưng mà khi mà mình đi top coat á là bắt đầu nó bị bung hai cái góc lên và từ đó mà nó hở lên luôn và nó chốc luôn, khách hàng về tới nhà là nó chốc. Thì mấy anh chị có thể thử cái cách này của em. Phải nói là đâu có ai làm trên khách mà không có mistake đúng không? Tại vì mỗi một cái mistake thì mình sẽ học được một cái kinh nghiệm, còn làm mà hoàn hảo quá là mình sẽ không được học một cái kinh nghiệm gì hết. Nó phải làm, nó phải bị hư rồi mới kiếm cách để chữa cho đừng có hư. Thì là em làm rồi, em bị hư rồi, em chữa xong rồi em chia sẻ với mấy anh chị là mọi người là khách được một step bị hư, đỡ phải sửa lại cho khách hên phước đó. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hơi đèn ha. Ok, cho chị giá. À, giá của sticker thì em không có nhớ nổi cái giá của nó đâu, nhưng mà nó around 3 đồng một miếng trở xuống à. Ở đây á, bông á, thì mình sẽ có 5 miếng, 5 màu. Màu hồng nè, đẹp không? Cái set này là mọi người phải lấy nha, tại vì nó đẹp lắm, nó đẹp vô cùng, mà nó dễ xài nữa. Màu hồng nè, màu vàng nè, màu tím nè, màu xanh là em mới xài nè. Và ở dưới đây nó cũng là màu, thêm một cái tông màu tím nữa bên dưới. Ok, đây là cái set này là phải lấy nha, tại vì đẹp lắm. Rồi, kế đó là có cái set water sticker. Water sticker thì nó tới 25 kiểu lần. Em mới ra cho anh chị coi có mấy kiểu thôi. Cái này là set này là em đã xài rồi. Có những con bự này gắn lên đẹp lắm. Mấy con này không thể nào ngồi vẽ được, cực nữa. Rồi, kế đây là đây là cái sticker mới của mình ở nhà. Bướm bướm mới, nó có 4 màu. Đấy chưa, 4 màu bướm bướm này đẹp lắm. Mình đi bướm bướm nó nửa cánh, đó là gold và silver. Hai cái màu này là hai màu mình sẽ xài rất là nhiều trên tay khách, tại vì nó dễ xài và nó đẹp. Đó là bướm bướm. Anh chị nào thích cái sản phẩm nào thì bỏ xuống cái tên để cho tụi em gọi cho anh chị dễ hơn nha. Kế đó đó là mình sẽ có teddy bear, gấu. Con gấu này dễ thương quá trời dễ thương. Con gấu màu này ha, con gấu màu đủ màu ha, con gấu màu nâu ha. À, chắc ngày nay mai là em sẽ làm bộ móng gấu nè. Dễ thương không? Đó, cái này thì anh chị cứ ghi chữ gấu là tụi em sẽ biết. Rồi kế đó là cái này mình cũng có mẫu mới, Adidas. Cái này mình làm cho mùa năm nay sẽ rất là đẹp nè. Hình cái môi, trời ơi, em sợ nhất là vẽ răng. Vẽ môi không sợ, vẽ răng mới sợ. Ta nói vẽ cái răng mà nó chỉ cần lợp cái thôi, cái nó tưởng giống như cái răng bị mẻ. Mà vẽ răng mà vẽ tới cái tay rung, cái nét bự nét nhỏ thì nhìn cái răng nó không đều. Cho nên em sợ nhất là vẽ răng, không sợ vẽ môi. Cái môi thì không sao, cái môi thì nó có thể cong lên cong xuống thì mình nói là nó dảnh. Còn cái răng là cái sợ nhất. Này đây, nó có sẵn luôn mà nhìn nó nét, mà nhìn nó đẹp nữa. Dễ thương chưa? Đó, trời ơi, nhìn cái môi nào nó cũng sexy dễ sợ. Đó, có sticker môi luôn. Rồi kế đó đó là cái lá thì trước đây là mình có 3 mẫu đúng không, cho mùa thu là chuẩn bị tới nè. Rồi kế đây là mình sẽ có luôn hai set, hai cái mẫu của sunflower vào trong cái lá. Sunflower là một trong những cái bông mà em rất là ghét vẽ, tại vì nó nhiều cánh quá, ngồi vẽ cực lắm. Đó, anh chị nào thích set này thì bỏ vô sunflower. Rồi kế đây là bướm. Trời ơi, cái bướm này nó đẹp. Đây, đẹp không? Nó cái này là nó có đủ màu. Cái này tím, silver, đen. Dễ thương chưa? Vàng, xanh dương, cam, đủ màu nè, hồng nè, xanh lá nè. Cái nào cũng đẹp hết á. Cái set này là 11 bướm bướm, 11 mẫu nha mấy anh chị, 11 màu. Ok, còn nữa nhưng mà không nhớ. Với lại cái LV của mình thì bây giờ mình lên tới 9 màu rồi. LV là coi như là mình xài quanh năm suốt tháng mà đang là hot trend nữa. Khách bây giờ cứ vô là đồ LV miết. Và ở đây mình mới có thêm cái set bướm mới nè. Hôm nay là có cơ hội khoe là mình khoe luôn. Mình mới có cái set bướm bướm mới nè. Cái này là mình xài cho mùa thu đồ tới là sẽ rất là đẹp, để đắp ẩn bên dưới đó. Đó, thì đó là nãy giờ là những cái design của mình có. Rồi mấy anh chị thấy bộ móng dễ thương chưa? Dễ thương không? Dễ thương không cả nhà? Ai thấy dễ thương thả tim cho em với.
Màu đẹp quá phải không mấy anh chị? Nhìn cái màu nó nhã nhặn gì đâu phải không? Đó, mình làm dán rất là dễ luôn mà nó không có bị cộm lên. Em quay ngang cho mọi người coi lại. Cái này ai miss cái like hồi tối thì có thể coi lại sáng nay. Đó là mình quay ngang nè, hoàn toàn không hề bị cộm lên nha. Nó flat, nó nằm sát xuống luôn. Nó flat, nó nằm sát lẹm xuống luôn, thấy chưa? Thì vậy là nó sẽ không có bị bong và không bị chốc. À, chị Kim ơi, để em nhắn cho chị cái địa chỉ tiệm, địa chỉ công ty của mình. Chị gọi trước rồi chị qua chị pick up. Tại vì ở đây hiện giờ là tới cuối năm nay tụi em mới cho open public để vô lựa. Bây giờ đa phần là mình online. Thì chị gọi gọi tụi em tới rồi chị pick up. Rồi kế tiếp là ở đây mình còn sót lại mấy cái bông này mà nãy giờ em quên. Mấy cái bông này cũng rất là đẹp nè. Mà tại vì em chưa có làm cho nên là mọi người không có thấy. Đây mấy cái bông này cũng rất là đẹp, thấy chưa? Rồi còn hai cái màu mà em đang xài ở đây á, là hai cái màu mới trong collection mới. Là tối giờ mình xài màu mới không luôn á. Là 36 màu mới của Deep and Do là 157 và 182 để làm ra cái ombre này. 157 và 182 nha, để mình làm ombre. Thì có nhiều người hỏi em chứ bột Deep and Do đắp đắp được hay không? Đắp đẹp luôn á. Đắp mà phải nói là đắp đẹp luôn chứ không phải nói là đắp được không nữa. Bột này là nước sơn gel, nước sơn thường với bột đi kèm với nhau. Và nó gọi là 4-in-1 đó. Và bột này của mình là chuyên cho deep và mình đắp vẫn được, đắp xài đẹp vô cùng. Và hiện giờ đó thì nó có thêm 36 màu mới. Để em cho mấy anh chị coi 36 màu mới. Và 36 màu mới và có thêm cái set glow rồi đó. Cho em phải nhờ ai tới tắt đèn cho em để mấy anh chị thấy được nó glow. Nó glow đẹp lắm. Đây là 36 màu mới nè. Đó, ai chưa có 36 màu mới của Deep and Do thì đem về nha. Một set 36 màu em nhớ là khoảng 540 mấy đó. Rồi, ở đây là glow in the dark của nó nè. Cũng là nước sơn gel, nước sơn thường và bột đi kèm nha mấy anh chị. Màu nào cũng đẹp hết. Đó, màu nổi không nè. Và nó glow nha. Bây giờ em sẽ úp cái đèn lại. Em hít lên một cái để cho mọi người thấy là nó glow tới cỡ nào. Rồi phải nhờ người tới tắt đèn cho em nữa. Ok, mình sẽ hơ đèn. Tắt đèn đi. Có ai giúp Ngân tắt cái đèn ở đây được không? Tắt hết mấy cái đèn cho nó tối thiệt tối đó, để cho mọi người thấy được nó glow sáng cỡ nào đó. đóng cửa lại luôn em ơi. Đây nè, cửa trên này nè. Phải tối thiệt tối để cho mấy anh chị thấy nó glow. Rồi chưa, mọi người chuẩn bị chưa? Glow in the dark. Đó. Cái này mẫu này em làm là gel đó nha, chứ không phải là bột đâu đó. Bột nó còn glow sáng hơn nữa. Thông thường á, gel là nó glow ít hơn bột. Lý do là tại vì nó sơn lớp mỏng. Nhưng mà cái gel của mình nó glow sáng tới vậy nè mấy anh chị. Glow sáng dễ sợ chưa? Trời ơi, khỏi cần đèn cũng thấy đường luôn á. Cái này tối về cái tay quơ tới đâu là thấy tới đó hết. Khỏi cần chiếu đèn pin. Cái này là nước sơn gel, nước sơn thường và bột đi kèm nha. Mình có 32 màu trong set này. Rồi để em mở đèn lên. Giờ này giờ người ta ăn lên rồi mình tới mình bá đạo. Người ta đang ngồi ăn mình tắt đèn hết luôn. Nhưng mà vẫn ăn được bình thường thôi. Rồi ban ngày thì cái màu nó tự nhiên tới giờ nè. Cái tông màu này thì mọi người có thể làm pink and white được. Đó, mấy cái tông màu này nó cũng khác với tông màu của Z-Blend Glow một tí nha, chứ nó không có giống exactly. Cho nên là mình mua hai set về là nó sẽ không có bị trùng với nhau. Màu dễ thương không? Trời, ban ngày nó quá dễ thương luôn mà ban đêm nó còn glow nữa. Thứ gì chịu nổi. Rồi, cái này thì anh chị nào thích cái set Glow in the Dark 4-in-1 thì có thể bỏ xuống số điện thoại về cái tên là Glow in the Dark để cho tụi em gọi cho mấy anh chị nha. Còn đây là một set 36 màu mới thì mọi người cũng có thể bỏ xuống là 36 màu mới. Và tất cả các sticker hồi nãy em show cho mọi người coi đó, thì ai thích cái nào cứ bỏ xuống để cho tụi em gọi. Và thôi, để cho mọi người quay lại làm việc. Chương trình quảng cáo tới đây là hết. Rồi, thank you mọi người. Bộ móng dễ thương quá phải không? Have a good day cả nhà.